Ban biên tập xin cảm ơn quý vị khán giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế mang đến cho quý vị những trải nghiệm mới nhất, nóng nhất. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, sau trận mưa lũ lịch sử xảy ra tại khắp nơi trên thế giới như ở Ý, Italia, Cuba, Nova Kahoka khiến nhiều người thiệt mạng. Cả thế giới còn chưa hết bàng hoàng khi mới đây tại một tỉnh miền Tây Trung Quốc tiếp tục xảy ra mưa lớn cùng với lũ quét khiến ít nhất hơn 10 người tử vong và 23 người mất tích. Mặc dù đã được cảnh báo về sự nguy hiểm từ lũ quét, tuy nhiên người dân tại đây vẫn không thể lường trước được hậu quả khủng khiếp của nó. Thảm họa lũ quét tại Thanh Hải, Trung Quốc. Theo AP, Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết, mưa lớn và lũ quét đêm ngày 1 tháng 8 ở Đại Đồng, Thanh Hải, miền Tây Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 5.500 người tại 7 ngôi làng. Ít nhất có hơn 10 người tử vong và 23 người hiện vẫn còn đang mất tích. 5 người mất tích mới được tìm thấy, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Các nhà chức trách cho biết, trận lũ quét ở Thanh Hải là kiểu lũ ống. Những dòng lũ này thường là kết quả của các trận mưa lớn ở các khu vực miền núi. Nước chảy xuống núi biến những khe hoặc dòng suối trở thành những con sông hung hãn, khiến con người khó cảnh giác. Thông tin cho biết, trận mưa dông xảy ra bất ngờ vào tối ngày 1 tháng 8 đã gây ra một vụ lở đất, làm thay đổi dòng chảy của một con sông và gây ra lũ quét tại tỉnh trên. Một đoạn video do truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy những con đường ngập trong bùn, cây bật gốc, nhà cửa bị hư hại và nhân viên cứu hộ mang theo xẻng. Một trụ sở tiền tuyến đã được thành lập để tổ chức ứng phó khẩn cấp. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc CCTV cho biết, hiện công tác cứu hộ vẫn đang ra sức khẩn trương. Một trụ sở tiền tuyến đã được lập ra ở khu vực xảy ra lũ quét để ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc ngày 1 tháng 8 đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 đối với công tác phòng chống lũ lụt do mưa lớn, được dự báo sẽ trút xuống các khu vực ở miền Bắc nước này. Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ, gồm 4 cấp độ. Trong đó, cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Biện pháp ứng phó khẩn cấp được áp dụng cho những khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Thiểm Tây và Cam Túc. Theo dự báo, mưa lớn sẽ xuất hiện ở một số địa phương trong số này từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8. Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc hối thúc các địa phương nêu trên tăng cường các biện pháp giám sát và cảnh báo sớm, đồng thời tiến hành những hoạt động chuẩn bị cho công tác phòng chống lũ lụt. Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc hôm 1 tháng 8 đã đề ra kế hoạch kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán nhằm tránh gây thương vong trong bối cảnh dự báo mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực ở Tây Bắc Nội Mông, miền Bắc và Đông Bắc nước này vào tuần tới. Trong khi hạn hán do nắng nóng dự báo tiếp tục xảy ra ở lưu vực sông Dư Tử, hai cơ quan trên yêu cầu giới chức địa phương ban bố cảnh báo sớm đối với các nhóm khách du lịch, người lao động và phương tiện đi lại, đồng thời siết chặt quy định đối với các điểm du lịch, khu vực nguy hiểm, công trường xây dựng các đoạn đường bị ngập nước hồi đầu tuần. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các quan chức ở tỉnh Liêu Ninh đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trong việc kiểm soát lũ lụt. Trận mưa lớn nhất bất ngờ xảy ra trong thời điểm nắng nóng mùa hè ở Trung Quốc đang lên tới đỉnh điểm. Nhiều tỉnh ghi nhận tình trạng nắng nóng khủng khiếp. Các nhà khoa học cho biết hiện tượng thời tiết bất thường trở nên thường xuyên hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Còn nhớ trước đó, tại tỉnh Tứ Xuyên, ít nhất có 4 người tử vong và 13 người khác mất tích sau những trận mưa xối xả gây ra lũ quét. Ngoài ra, hơn 1.000 người khác đã phải sơ tán hôm 31 tháng 7. Trong khi đó, tại thành phố Long Nam thuộc tỉnh Cam Túc ở miền Tây Bắc, truyền thông ghi nhận 5 người tử vong và 2.500 người phải sơ tán. Lượng mưa trong hơn một ngày đạt 92,5mm ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, gần gấp đôi lượng mưa trung bình được ghi nhận trong 6 tháng. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên là do biến đổi khí hậu. Không khí ấm hơn có thể tích trữ nhiều nước và tạo thành các đám mây to hơn. Vai trò của các con đập đối với vấn đề được đánh giá là phức tạp. Hoạt động của 10 đập lớn bao gồm đập Tam Hiệp, mực nước giảm vào mùa đông và mùa xuân nhưng lại tăng lên trong những thời kỳ khí hậu ấm hơn. Cách đây hơn 2 năm, một số chuyên gia Trung Quốc tuyên bố nếu không có hồ chứa Tam Hiệp, tình hình lũ lụt có thể đã tồi tệ hơn. Tổng cộng, Tam Hiệp giúp trữ được khoảng 180 tỷ mét khối nước. Tuy nhiên, hàng năm, những con đập này không những chưa ngăn được lũ mà còn đe dọa vỡ đập, có nguy cơ gây thiệt hại cực lớn. Vâng, thưa quý vị,
Trái ngược với tình hình mưa lũ tại khu vực miền Tây thì ở miền Đông Trung Quốc, người dân đang phải vật lộn với hạn hán khắc nghiệt, thiếu nước trầm trọng. Tính đến hôm 31 tháng 7, đợt nắng nóng ở Trung Quốc đã kéo dài 34 ngày. Đây là đợt nắng nóng dài nhất trong hơn 6 thập kỷ. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ khiến hiện tượng thời tiết khắc nghiệt diễn ra thường xuyên hơn. Và quả thật, hiện nay giống như nhiều nơi khác trên thế giới, Trung Quốc đang quay cuồng với tác động của nó. Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt những thảm họa mưa lũ trong mùa hè này, cùng lúc là tình trạng nắng nóng khắc nghiệt cũng như hạn hán tại nhiều vùng khác nhau. Theo truyền thông nước này, đây là đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu ghi chép về các hiện tượng thời tiết cực đoan cách đây khoảng 60 năm. Bộ Tài nguyên nước cho biết trong một thông báo hôm ngày 1 tháng 8 rằng hạn hán trên toàn lưu vực sông Dương Tử ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, nước uống người dân nông thôn và gia súc cũng như sự phát triển của cây trồng. Dương Tử chỉ là một trong nhiều sông và hồ trên bán cầu Bắc đang khô cạn và co lại do nhiệt độ không ngừng tăng và lượng mưa thấp. Hôm 31 tháng 7, tỉnh Hồ Bắc miền Trung Trung Quốc trở thành tỉnh mới nhất thông báo rằng họ sẽ tạo ra các đám mây gây mưa bằng cách sử dụng các thanh iốt bạc để tạo ra mưa. Ít nhất 3,9 triệu người Hồ Bắc đã bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán nghiêm trọng kể từ tháng 6. Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc cho biết hơn 120.000 người ở đó gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước uống và gần 450.000 hecta cây trồng bị thiệt hại vì nhiệt độ cao và hạn hán. Cơ quan khí tượng cho biết Trung Quốc ban hành cảnh báo nắng nóng cao nhất và ít nhất 131 thành phố và quận trên khắp đất nước vào hôm 1 tháng 8 và 350 người khác đã được đặt trong tình trạng báo động màu da cam. Thứ hai, đợt nắng nóng cũng ghi nhận số lượng lớn nhất các quận và thành phố vượt qua nền nhiệt 40 độ C, khoảng 104 độ F. Nhiệt độ cao liên tục được dự báo sẽ tiếp tục ở lưu vực Tứ Xuyên và các khu vực ở miền Trung Trung Quốc cho đến ngày 12 tháng 8. Tại An Huy, miền Đông Trung Quốc, một trong những tỉnh sản xuất ngũ cốc quan trọng nhất của Trung Quốc, một số nơi đã chứng kiến các con sông chính khô cạn do nắng nóng dai dẳng. Nước tưới tiêu phục vụ nông nghiệp cũng như nước sinh hoạt hàng ngày đang thiếu trầm trọng. Một dân làng tại huyện Thanh Dương của tỉnh An Huy chia sẻ, lúa trên các cánh đồng giờ đã khô hết tại thị trấn Hà Canh ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. Gần 1.000 cư dân tại hai ngôi làng cảnh báo tình trạng thiếu nước. Cơ quan cứu hỏa địa phương đã sử dụng các bồn chứa nước xe cứu hỏa để cung cấp nước cho dân làng. Theo dự báo thời tiết của Cục Khí tượng Quốc gia, trong 1 giờ vào khoảng nửa đêm ngày 1 tháng 8, lượng mưa trút xuống là 40,6 mm. Sinh viên đại học sống cách vùng lũ 30 km nói rằng thời tiết khắc nghiệt thật đáng sợ, mưa lớn kèm sấm chớp ập đến lúc nửa đêm, nước tràn vào nhà và qua các khe cửa đóng kín. Một người dùng Weibo họ Fan sống gần núi hơn kể về trải nghiệm của mình. Sau khi nhà bị ngập vào nửa đêm, Fan và gia đình đã chạy lên đồi. Đến 1 giờ sáng thì nhìn thấy nước lũ tràn xuống đồi. Huyện Đại Đồng nằm trong thung lũng sông ở rìa tây cao nguyên Hoàng Thổ. Dưới lượng mưa cực lớn như vậy, lớp đất mặt có thể dễ dàng bong ra và gây lũ quét. Blogger thời tiết và địa lý nổi tiếng Fijun Mewang có hơn 530.000 người theo dõi trên Weibo cho biết, tuần trước tỉnh Thanh Hải ghi nhận lượng mưa nhiều nhất kể từ đầu mùa lũ năm nay và kỷ lục lượng mưa đã bị phá vỡ ở nhiều nơi trong tỉnh. Ngày 1 tháng 8, cơ quan khí tượng địa phương đã đưa ra cảnh báo về lượng mưa lớn, dự kiến sẽ làm trầm trọng thêm cơn đại hồng thủy từ những ngày trước đó. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, lượng mưa cực lớn liên tục ở Thanh Hải là do đối áp cao cận nhiệt đới gần đây gây ra. Những đợt nắng nóng trên diện rộng và hạn hán đã ập đến miền Nam Trung Quốc trong những tuần gần đây, gây ra tình trạng thiếu điện và gián đoạn sản xuất. Một đợt hạn hán nghiêm trọng từ ngày 1 tháng 8 đến nay cũng ảnh hưởng đến hơn 11,1 triệu người ở tỉnh Giang Tây, Đông Nam Trung Quốc. Bài toán về ngăn chặn lũ quét và hạn hán không phải là mới, nhưng để giải quyết được nó thì không phải là một sớm một chiều. Mong rằng những chiến dịch phòng chống biến đổi khí hậu sẽ được ảnh hưởng tích cực, nếu không vẫn sẽ còn nhiều người dân vô tội phải chịu cảnh mất nhà cửa, mất người thân do ảnh hưởng của thiên tai. Vâng, thưa quý vị, bất chấp hậu quả về môi trường và xã hội, vẫn có những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ không dừng theo đuổi tham vọng xây dựng siêu đập thủy điện. Những trận lũ lụt khủng khiếp vừa rồi đã xảy ra và hạn hán đang tiếp diễn khiến người hoài nghi và đặt dấu hỏi về cái giá phải trả cho tham vọng thay đổi thiên nhiên của Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật trong những video tiếp theo.